Xin chào các bạn nhé. Hiện nay tôi đang ở Lùng Éo. Tôi đi thăm một học sinh mà đã bỏ học, vừa mới bỏ học năm vừa rồi thôi. Đấy, bây giờ tôi sẽ đi lên khám phá xem nhà em ấy như thế nào, tại sao, vì sao em bỏ học nhé. Mời các bạn cùng đi theo tôi nhé. Đây, nhà em ở bên này. Đấy, chó đang sủa đấy. Bây giờ mời mọi người đi cùng tôi lên nhà em Lý A Po, em của em Hứ, Lý A Hứ. Đấy, em Po thì hiện nay đã bỏ học rồi. Đấy, xem em ở nhà làm cái gì. Anh em cùng mình đi vào nhà em mới chơi nhé. Nhà cũng tương đối là to đấy. Ôi, nhà điều kiện đấy. Nghe nói là nhà em đã thoát nghèo rồi. Mà thực sự là con đường nó đi quá xa các bạn ạ. Nó phải vào 30 cây. Các em ở đây là đa số là không muốn đi học. Nhất là thời kỳ bây giờ là đang xôn xao là học xong cũng không xin được việc làm. Do vậy các em cũng một phần nào tư tưởng nó bị lung lay các bạn ạ. Và nhà em có hai con ngỗng này. Hai con ngan, bọt hắn ngỗng to thế. Wow, khiu khiu khiu. Wow, con này con ngỗng cái nha. Đây, ngan cái này, ngan đực này. Con kia con ngỗng đực. Đấy, mỗi nhà có một cái bể nước này. Đây, thùng nước. Em chào chị nhá. Chị đang phơi đậu tương à? Ôi giời. Hôm nay nhà trồng được nhiều không chị? À, bằng này thôi á? Không biết nói tiếng à? Hả? Po không nhà? Nhà đâu? Nhà đây đúng không? Thế nãy là mẹ hay là chị? À, là chị gái của Po à? À. Ừ. Anh Po đi đâu rồi? Nhà em ở đâu? Nhà em đây à? Ừ. Em là em gái của Po hay là chị của Po? Chị gái của Po à? Thế là Po đi đâu rồi à? Vừa đi chơi thôi gì? Hả? Em vừa đi chơi nhưng mà chắc sáng nay chẳng biết là đi đâu. À, đi từ sáng rồi á? Chiều nay á? Ừ. Ôi. Chào em nhá. Đây là hai chị em à? Em gái họ á? À, u. Ai làm đấy chị á? Ai làm đấy? Mẹ. Mẹ làm à? Chào mẹ. Làm bánh làm gì đấy? Làm bánh cũng được lắm. À, đây là cái khung cửi đúng không? Ừ, đây là khung cửi dệt vải lanh đây nhỉ? Em có biết dệt cái này không? Em chưa thấy lần nào, hôm nay đang thấy lần đầu tiên. Hôm nay mới nhìn thấy lần đầu tiên á? Cái này thấy nhiều lần rồi nhưng mà không biết làm mấy cái này. Chắc em làm đấy. Ừ, cái này bằng da trâu hay sao nhỉ? Cái này bằng cái gì ấy? Da trâu hay sao nhỉ? Nhỉ? Nhựa hay sao vậy? Nhựa hay da trâu? Nhựa. Nhựa thôi. Da trâu khác. Nhìn nó méo méo nhỉ? Không phải nhựa đâu, chắc là cái vỏ gì thôi. Đây, cái khung cửi dệt của người Hơ Mông. Em còn học không nhỉ? Không, em không học. Em nghỉ rồi à? Em có học đâu, em ra cấp 1. Ừ. Em có biết dệt cái này không? Tạm thời làm gì một chút. Ừ. Nhưng mà chị biết những dẫn đường mà dễ, có những là không đường mà khó chẳng biết làm, chị ông mẹ làm. Thế á? Ừ. Em phải tập làm thôi nhỉ? Dần dần không biết làm. Thời đại này người đó. Hả? Thời đại này con gái người đó chỉ có thời xưa làm. Ừ. Lười. Bây giờ cũng ít cái cây này rồi nhỉ. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 2K2. 2202 á? À, 2K2 à? Chị của Po nhỉ. Thế anh Hứ đi đâu rồi? Anh Hứ
Đi lên rể rồi á? Lên rể đấy hay nam còn không về thì thuần nó lo về mình rồi. À, đi lấy vợ ở Nà Phê à? Lấy nhà nào đấy? Lấy đứa nào đấy? Em cũng không biết nữa, em vẫn chưa thấy mẹ lấy đứa với bố Nhung với ra mẹ. lần nào. Cái Nhung á? Thế à? Học cùng à? Học cùng à? À, hứa đi lấy vợ rồi. Thế là sang bên đấy thế cưới chưa? Cũng không biết được, vẫn chưa chuẩn bị Thế gì. thế ở bên này cưới chưa? Bên này Vẫn tổ chức chưa. cưới cho anh Hứa chưa? Vẫn chưa. Chưa à? Thế em lấy chồng chưa? Em sao lấy chồng chưa? Em không lấy. Em không lấy. Ở hôm nay thầy thấy có một em nữa là cũng là em gái của em à? Em lấy họ, em lấy ở dưới nhà. À. À, thế bây giờ là em với lại ai ở nhà này? Nói chung là nhà em vẫn nhiều người á. Ừ. Bây giờ còn ở Có ông bà không? không? Thế bố mẹ đi đâu hết rồi? Mẹ em không ở nhà, còn bố thì em còn chẳng nhớ. À, bố mất rồi nhỉ? Vâng ạ. Ừ. Thế là kia là chị dâu à? Chị gái. Chị gái. Chị gái Em á? ở nhà. À. Đây con chị gái à? Ừ. Ôi, thả này để này chim nó ăn hết rồi. Nó không ăn nhưng mà nó nhịn lắm. Nó không ăn à? Chim này cao to. Những hạt to này nó không dám ăn đâu nhỉ. Ừ. Đây là chỗ Bảo Lâm đây rồi nhỉ. Trước em đi tít bên dưới suối bên kia đi bộ xuống dưới suối kia. Cái này cái cối xay mềm mén đấy đúng không? À. Không, nếu Em mà không ở nhà không đủ nước máy sát sao là lại say. Thế giờ nhà còn ăn mèn mén không? Không ăn à? À đây có cái cối xay mèn mén này. Đó. Cối em này còn chả có ai biết là không biết nấu mèn mén á? chỉ có chị gái rồi mẹ. Thầy còn biết nấu mèn mén, em mà không biết nấu mèn mén Nhưng mà à? thầy là thầy, còn em với em khác. Ừ. Thầy biết nấu mèn mén đấy. Thế nhà tất cả bao nhiêu anh em? Mấy người? Em? Nhà tất cả bao nhiêu anh em? Đông là bao nhiêu người chứ? Ai à? Ô, đây có cái vỏ lá gì đây nhỉ? Cái vỏ này là vỏ lá gì đấy? Cái lá này là lá gì đây hả em? Lá thuốc lào à? Mẹ treo đấy. Tối quá. Là nhà em po rất là nhiều người. Mấy thế hệ liền cả. 8 người. Ở chung một cái nhà này. À. Vậy là rất tiếc hôm nay không được gặp được em Po. Em Po đi lên nương gặt lúa cùng với anh rồi. Thôi nhỉ, có khi thầy trò mình đi về thôi nhỉ. À, ở nhà làm nương. Đấy, còn em Hứ thì đi lấy vợ rồi. Đi ở rể rồi. Đâu? Ở đâu có hang? Thế á? Hang sâu lắm không? Ở trong này á? Trong có cái gì không? Rộng không? Ở trong rộng không? Rộng quá. Thế mai mai mình vào nhỉ? Mai mai khả năng đi vào chơi. Bây giờ đi về thôi nhỉ? Rồi. Hả? Ừ. Thôi, có lẽ là thầy trò tôi xin phép đi về thôi. Mai lại lên chơi xem vào trong hang đây xem. Nếu gặp em Po thì vào chơi với em tí. Còn mấy chị này thì có mỗi một chị biết nói tiếng Kinh thôi, còn mấy chị kia nói không được nhiều mấy, biết nhưng mà nói ít đúng không? Đấy nhà.
Wow, hôm nay gặp được em Hứ các bạn ạ. Thế Hứ lấy vợ rồi à? Lấy rồi. Vợ là Phe à? Nhà em ở chỗ nào? Nhà em á. Ừ. Nhà em ở đoạn gần cầu treo. Gần cầu treo gần nhà bác Ba. Thế à? Qua suối lên trên một tí à? Gần chỗ nhà Quý á? Yeah. Ừ. Thế bao giờ cưới đây? Hả? Nào cưới phải gọi thầy nhá. Nào cưới gọi thầy vào thầy uống rượu. À. Ừ. Thế là Po lại đi làm rồi à? Hứ còn học không? Học xong rồi à? Học hết 12 rồi à? Lần này lên trên này vẫn lên chứ thầy á? À, thầy hôm nay lên đây đầu tiên. Lên nhà đầu tiên. Em là Dung à? Không, Nhung. Nhung nhỉ? Ừ. Học trước học cùng lớp với Hứ nhỉ? Không, có cùng lớp không? Em năm nay học 11 rồi, năm sau. À, thầy đông học sinh quá thầy chả nhớ hết được. Thế là chưa đủ tuổi nên là chưa cưới phải không? Vâng. Ừ. Chắc là sang năm đi nhỉ, sang năm 18 tuổi là cưới được rồi. Đây là anh trai của Hứ nhỉ. Thế là lấy vợ bên Bảo Lâm à? Em lấy vợ bên Quảng Lâm. Quảng Lâm đây á? À? Thế đi đường tắt này xuống được ấy nhỉ? Qua đường mà. À. Có đi xe máy được không? Đi xe máy xuống đường tắt này á? À? Yeah. À, thế Po sao không đi học nữa hả em? Em có về em cũng bảo nó mấy lần rồi, bảo nó ra học thì nó bảo con ra trả với cả cái nào cho nó đi được. Nhưng mà nó nghỉ học nhiều quá. Năm ngoái đi nghỉ nhiều quá. Năm nay chắc là chán rồi, không muốn học rồi. Chả, bây giờ cũng cho em ở là lúc nào khi nó đi học nhưng mà nó bảo không đi nữa thì anh trai đánh đối gì à? Ừ. Đầu năm thầy định lên rồi nhưng mà lại nghĩ lại sợ đường trơn. Ừ. Thế là không lên được. À, thế là bây giờ ở nhà hộ anh làm ruộng làm nương à? Không, nó có giúp đâu, lắm lúc đi chơi đâu, ở nhà nó làm được cái gì đâu. Chỉ có làm được cái gì đâu. Thì thoảng đi giúp mà làm cái đấy. Nè. Đi chơi đâu mà, chỉ có mẹ. Ừ. À, vừa chọi xong à? Con này của Hứ à? À, con kia là vừa mang lên à? Ừ, vừa mang con này lên á? À? À, cho nó đánh nhau thôi nào. Ấy à, ấy à, ấy à, ấy à. Úi, con. Đây là cách dệt vải của người dân tộc Mông này. Dạ, dệt kiểu truyền thống này. À. Đây là mẹ của Lý Apo. Lý A Hứ nhỉ? Lý A Pao nữa à? Cả là Pao à? À. Bà biết làm cái này lâu chưa? Hả? Chị Pao hay à? Bà không nói được. Ừ. Chắc từ thời con gái rồi nhỉ? Đấy, Nhung học bà mà làm nhá. Chịu á? Đấy, phải chịu khó lên đây để mẹ hướng dẫn cho. Cái này mình dệt xong rồi mình còn phải mang đi giặt nữa chứ nhỉ? Giặt xong là mới phơi nhỉ? Mang đi giặt xong là đập, đúng không? Cái này giặt xong không ấy rồi. Không phải đập nữa à? Cái này nó trắng rồi đúng không? Thế sao thầy thấy ở trên Đồng Văn nha, họ lại phải đi, vẫn phải mang đi phơi, giặt xong mang đi phơi. Rồi. À, cuộn này. Khung cửi. À, dùng cái dây, dây kéo. Rất là nhanh. Một ngày làm được mấy mét? À, Hứ. Một ngày mẹ làm được khoảng mấy mét?
Chắc được 2-3 mét đấy nhỉ? Nếu làm liên tục được 2-3 mét không? Ừ, để thầy xem tí đó. Làm một tí lại phải quấn vào nhỉ. Quấn vào không nhả ở bên này ra. Ừ. Nhà đi a hứ, đi a po. Nhà có rất là nhiều lợn này. Ồ, có mấy chuồng lợn liền nhỉ. Toàn lợn con, lợn này quay thì ngon lắm nhỉ. Toàn lợn sữa này, vào đây xem có nhiều lợn không. Wow, có mấy con lợn này. Toàn lợn nái thôi. Vậy là nhà nhiều lợn đấy. Vậy là mình lên đây 2 lần không gặp em Po. Rất may hôm nay lại gặp hai vợ chồng em Hứ với anh trai ở bên Bảo Lâm về. Đấy là mình quay sơ qua như vậy để cho mọi người biết là nhà của các em ở trên này như thế nào nhé. Bây giờ mình sẽ xin phép kết thúc video tại đây thôi. Hai thầy trò đi về nhà em Nhất. Xin chào mọi người nhé.